Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô và các quý Phật tử. Chuyên đề chúng tôi gửi đến quý vị liên hệ đến Kinh Lăng Già là vượt qua kiến chấp và vọng tưởng. Đây là đối tượng tu tập khá quan trọng của Kinh Lăng Già. Về nội dung đó thì Kinh Lăng Già nó đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, từ Thuất A Lệ Gia đến Như Lai Tạng, Tánh Không, Vô Ngã, Duyên Khởi, Tam Tự Tính, cho đến là những vấn đề quan trọng khác, đó là rũ bỏ các hình thức vọng tưởng và chấp trước. Chủ đề này gồm có một số nội dung mà cần nắm vững sau đây. Vấn đề 1, tổng quan về Kinh Lăng Già. Số 1, tựa kinh. Kinh Lăng Già trong tiếng Sanskrit gọi là Lankavatara Sutra, được dịch sát nghĩa trong chữ Hán là Nhập Lăng Già Kinh. Lanka đó là tên hòn đảo tại Ceylon, nay là Sri Lanka, tức là Tích Lan. Vatara đó có nghĩa đen là đi vào, nhập vào, thể nhập, du nhập. Lankavara Vatara có nghĩa là nhập Lăng Già. Có lẽ là dựa vào khái niệm ngữ nghĩa này, một số học giả có người đứng cho rằng đó Kinh Lăng Già được Đức Phật thuyết giảng tại nước Tích Lan, rồi hiểu theo nghĩa đen. Trên thực tế thì Đức Phật chưa từng đến Tích Lan, lấy đâu có giảng Kinh Lăng Già ở Tích Lan. Đức Phật chưa từng đi hết miền Bắc Ấn Độ, huống hồ là miền Trung và miền Nam. Đức Phật chỉ giáo hóa trong 8 nước thuộc 16 tiểu bang nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên các giả thuyết cho rằng Đức Phật giảng Kinh Lăng Già ở nước Tích Lan là không thích hợp. Tên đầy đủ của Kinh Lăng Già là Lanka Vatara Mahayana Sutra, tựa tiếng Việt là Kinh Đại Thừa Thánh Giáo Nhập Lăng Già, gọi tắt là Kinh Lăng Già. Nói cách khác, Lăng Già là giáo pháp của Đại Thừa nhằm giúp cho con người trở thành thánh. Và bài kinh này đã được Đức Phật thuyết giảng theo lời thỉnh mời của vua Ravana, vua của xứ Rajasas. Mà trên thực tế đó, trong nội dung đó thì đó là cái cuộc đối thoại dưới hình thức vấn đáp giữa Bồ Tát Đại Huệ tức Mahamati, được xem là đại diện cho pháp hội, thỉnh hỏi Đức Phật về những vấn đề chiều sâu của Đại Thừa. Và theo đó đó, Đức Phật đã tương tự phân tích nội dung của bài kinh này. Số 2, vai trò. Kinh Lăng Già đó là bộ kinh quan trọng của Pháp Tướng Tông Yogacaya, hay còn gọi là Duy Thức Tông Vijñāṇavāda.
trường phái triết học tâm Phật giáo này đã dựa vào Kinh Lăng Già và xem Kinh Lăng Già là bộ kinh nền tảng quan trọng để lập tông. Kinh Lăng Già đã có chỗ đứng khá lớn tại Trung Quốc từ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Ngài Di Lặc thế kỷ thứ 3 Tây lịch, ngài Vô Trước thế kỷ thứ 4, ngài Thế Thân thế kỷ thứ 4 đều là những vị Bồ Tát Ấn Độ lão thông về Kinh Lăng Già và sử dụng Kinh Lăng Già như là nền tảng triết học trong đối thoại liên tôn giáo và liên triết học lúc bấy giờ. Vào khoảng năm 80 đến 150 trước Tây lịch thì Đại Thừa Khệ Tín Luận, xin lỗi, sau Tây lịch thì Đại Thừa Khệ Tín Luận là tác phẩm Đại Thừa quan trọng, có một chỗ đứng rất quan trọng và nó được xem như là những viên gạch đầu tiên của Pháp Tướng Tông. Nhưng khi tác phẩm Kinh Lăng Già ra đời đó và có ảnh hưởng mạnh thì lúc đó đó Đại Thừa Khệ Tín Luận đã nhường bước lại cho Kinh Lăng Già trở thành kinh chính yếu của hệ tư tưởng triết học Đại Thừa. Về nội dung đó thì Kinh Lăng Già và Đại Thừa Khệ Tín Luận là có rất nhiều điểm tương đồng. Có hai giả thuyết. Giả thuyết một cho rằng đó, Kinh Lăng Già đó là một bản mở rộng theo hướng ngôn ngữ phân tích và triết lý về Đại Thừa Khệ Tín Luận, vì Đại Thừa Khệ Tín Luận có trước Kinh Lăng Già. Trong thiền tông của Trung Quốc đó, thì Kinh Lăng Già trở thành là kinh rất quan trọng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma vào thế kỷ thứ 5 và thứ 6 Tây lịch đã triển khai pháp tu của mình dựa vào bản kinh này. Đến tổ Hoằng Nhẫn thì Kinh Lăng Già bắt đầu bị thay thế bởi Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là Kinh Kim Cương. Và dựa vào bài kệ này, bài kệ Vô Sở Trụ trong Kinh Kim Cương, mà Ngài Huệ Năng từ một người tiều phu đã trở thành là tổ thứ 6 của dòng thiền Công Áo và Thọ Đầu tại Trung Quốc. Thì đến giai đoạn đó đó thì Kinh Lăng Già mới bắt đầu mất dần chỗ đứng, và thế vào đó là Kinh Kim Cương. Sau khi Tổ Huệ Năng qua đời đó thì Ngài Thần Hội là đệ tử của Tổ Huệ Năng và muốn xiển dương cái phương pháp tu thiền của thầy mình, cho nên đã biên soạn Pháp Bảo Đàn Kinh nói về những pháp thoại của Lục Tổ Huệ Năng. Và từ đó đó thì Pháp Bảo Đàn Kinh đã trở thành bài kinh hoàn toàn của Trung Quốc và có nội dung đề cao cái tinh thần dân tộc của Trung Quốc và thể hiện cái tính là pháp môn tổ sư do Trung Quốc khởi xướng. Về sau này người Trung Quốc có khuynh hướng cho Ngài Huệ Năng là Phật sống Trung Quốc, giống như khoảng một thập niên trở lại đây Việt Nam có khuynh hướng xem Giác Hoàng Điều Ngữ Trần Nhân Tông là Phật Hoàng, tức là ông vua Phật. Đó là hai khuynh hướng tự tôn dân tộc và chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc, Việt Nam trong việc đề cao cái tính độc lập về triết học và văn hóa. Thiền tông của Trung Quốc từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Ngài Thần Tú, tức là cùng thời với Tổ Bồ Đề Năng, hàng sư huynh của Tổ Bồ Đề Năng, được gọi là Lăng Già Tông, vì tông này đó lấy Kinh Lăng Già làm nền tảng. Cho nên ta thử đặt ra một câu hỏi, vì lý do gì mà Kinh Lăng Già có một cái vai trò quan trọng đến thế? Điều đó sẽ được giải thích ở vấn đề thứ ba, đó là các vấn đề Phật học. Kinh Lăng Già khác với các bản kinh còn lại của Đại Thừa
đó là mỗi chương cuối kinh không đi về một chuyên đề giống như một tác phẩm văn học. Trong mỗi chương, nhất là từ chương 1 cho đến chương 4 đó, hàng chục các vấn đề Phật học được mổ xẻ phân tích dưới dạng ngôn ngữ phân tích. Và cái tính hệ thống của các vấn đề Phật học này đó là khó được đặt ra. Cái tính nối kết giữa vấn đề trước, vấn đề sau, giữa vấn đề ở chương 1 và vấn đề chương 2 là không theo một mô típ chủ đề nhất định nào đó. Chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chủ đề chính của đó là Phật tri kiến, nhất Phật thừa, Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới trùng trùng chuyên khể. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói về bản chất của giác ngộ. Đang khi kinh Lăng Già thì không nói một chuyên đề gì nhất định hết, nói tất cả các khái niệm mà các học thuyết của Đạo Phật Đại Thừa. Và do vậy đó, nội dung của các chương về sau thỉnh thoảng lặp lại nội dung của các chương trước, hoặc là bổ sung, hoặc là mở rộng thêm một vài cái nội dung nhỏ nào đó. Cho nên cái tính hệ thống về các học thuyết và khái niệm trong kinh Lăng Già là không thể thiết lập được. Mặc dù thế, các học thuyết quan trọng sau đây đã được đề cập rất nhiều lần ở trong kinh Lăng Già và là được xem là những đóng góp to lớn của kinh Lăng Già. A. Thức kho tàng, tiếng Sanskrit gọi là Alaya Vinyasa. Đây là học thuyết nền tảng của Pháp Tướng Tông. Và dựa vào thức kho tàng này đó, kinh Lăng Già cho thấy đó có một sự khác nhau rất căn bản giữa thức và trí tuệ, giữa hoạt dụng của thức và ứng dụng của trí tuệ trong đời sống thực tiễn. Bản kinh mô tả thức như là sóng ở trên bề mặt của biển, còn trí đó là biển cả. Sóng không tách rời khỏi biển, sóng là hiện tượng nhấp nhô ở trên biển do tác động của gió. Đa khi nước thì không thêm không bớt, nước tồn tại một cách vĩnh hằng, còn sóng thì tồn tại có điều kiện. Khi tác động gió có thì sóng xuất hiện, khi gió không đi ngang qua, mặt nước biển trở nên phẳng liệt. Bằng hình ảnh này đó, Đức Phật trong kinh Lăng Già khẳng định đó, là thức kho tàng chính là cái biển cả, nó chứa đựng hết tất cả các loại thủy tộc, rồi các loại quặng mỏ, các loại ngọc quý. Ý muốn nói rằng là trong kho tàng thức của con người đó có nhiều hạt giống đạo đức, tâm linh cao quý, những giá trị thánh cao thượng, vô ngã, vị tha. Nhưng chỉ vì chúng ta thiếu điều kiện khai thác và chúng ta bỏ quên thôi. Do vậy mà chúng ta có quyền đứng là sống với các cái phản ứng thấp kém của phàm phu trong đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tình thức và ngủ. Cho nên mục đích tu trong kinh Lăng Già là để giúp cho chúng ta chuyển hóa toàn bộ các hạt giống phàm và chỉ còn lại các hạt giống thánh ở trong kho tàng thức thôi. Và lúc đó hạt giống thanh tịnh đó được gọi là chân như tánh, nó giúp cho chúng ta đạt được cái sự nhận thức chân như về mọi sự vật hiện tượng, tức là đúng với bản chất thật của chúng. B. Như Lai Tạng, sau đó gọi là Tathagata Gaba. Gaba đó có nghĩa là bào thai, bào thai Như Lai, phôi thai Như Lai, mầm sống Như Lai, mầm giác ngộ hay là tính Phật, là những cái khái niệm được kinh Lăng Già sử dụng để mô tả về tiềm năng giác ngộ không hề mất đi ở mỗi con người. Và mục đích của việc giới thiệu tiềm năng này đó là để giúp cho chúng ta không rơi vào mặc cảm tự ti,
để chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau và sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc. Có lẽ về phương diện này thì không có bài kinh nào táo bạo, mạnh dạn trong việc sử dụng ngôn ngữ tính dục học để mô tả về tiềm năng giác ngộ của con người bào thai Phật. Và từ khái niệm bào thai Phật, chúng ta có thể sánh ví chúng ta là Phật con, Phật cháu, hay là Phật 5%, 10%. Và làm sao để cho cái phôi thai Phật đó được lớn mạnh theo năm tháng. Đối với một mầm sống con người đó thì cái phôi đó phải bắt trung bình là 10 tháng. Sinh non nhiều nhất 2 tháng rưỡi, sinh muộn nhiều nhất 2 tháng rưỡi thì mới có khả năng sống còn. Từ khoảng 7 tháng rưỡi cho đến 12 tháng là có thể trở thành một con người từ một cái phôi. Còn cái phôi giác ngộ của chúng ta đó, cho đến lúc chúng ta trở thành là Phật giác ngộ thật sự trọn vẹn, có thể trải qua rất nhiều kiếp sống, trải qua rất nhiều hình thức sống khác nhau. Và điều đó lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tu chứng của chính mình. Phương pháp tu để biến một cái phôi thai Phật trở thành Phật là tứ diệu đế, mà cốt lõi của đó là phân tích nỗi khổ niềm đau dưới góc độ nhân quả để vượt qua và tiếp cận con đường giải thoát bằng bát chánh đạo để đạt được. C, vô phân biệt trí. Trí tuệ đó được xem là mục tiêu đạt được của đạo Phật, và cái linh già đó đề cập đến một loại trí tuệ cao cấp hơn là trí tuệ vô phân biệt, còn gọi là vô sư trí. Tâm của chúng ta đó thường phân biệt về các tướng và vướng kẹt vào dị nguyên, đối đãi, tranh chấp, tạo ra tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, rắc rối, khổ đau, bế tắc. Vô phân biệt trí là một loại nhận thức giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất thật của thế giới, con người và mọi thứ xung quanh chúng ta. Từ đó chúng ta rũ bỏ được mọi chấp thủ liên hệ đến cái tôi sở hữu và mọi sự vật hiện tượng. Trí vô phân biệt giúp cho chúng ta đạt được chánh trí, tức là trí tuệ đứng đắn, chuẩn mực, và thoát khỏi mọi lăng kính áp đặt chủ quan của chúng ta về sự vật hiện tượng. Sở dĩ trí tuệ này còn được gọi là vô sư trí đó là vì nó không phải là loại trí tuệ mà do chúng ta học được từ giáo dục ở trường lớp, sách vở, hay là chưa đạt kinh nghiệm qua lối sống kinh nghiệm, mà vô sư trí là trí tuệ không có thầy. Do thực tập đạo đức thiền định trí tuệ được trọn vẹn thì trí vô sư đó xuất hiện. D, không tánh. Tiếng sư nó gọi là sunyata. Không tánh được hiểu đông na là sự rỗng không, sự tổ hợp, sự hình thành bởi nhiều yếu tố ở trong từng sự vật và hiện tượng. Và do đó về phương diện sâu sắc, sự vật nào vốn là không tánh thì sự vật đó còn được gọi là vô tánh, tức là nó không có một cái bản chất thật để chúng ta dán nhãn đặt tên vào nó, áp đặt vào nó. Cho nên mọi ngôn thuyết sử dụng mô tả về sự vật hiện tượng chỉ là những mặc định trong truyền thông thôi, chứ không phải là giá trị chân lý đích thực. Do không ngộ nhận được, do không liễu ngộ được tính sujata trong mọi sự vật, chúng ta thường chấp vào ngôn ngữ, chấp vào cảm xúc, chấp vào thái độ, và tạo ra rất nhiều các ràng buộc cho bản thân mình. Do đó thực tập quán chiếu về tính không, chúng ta sẽ rũ bỏ được mọi chấp trước phân biệt trên ngôn ngữ. Mà muốn như thế đó thì quán chiếu cuộc đời này như là một giấc mộng, như là một trò xiếc thôi,
trò thuyết vẫn có con người thật, sự vật thật đang diễn ra với những động tác thật, nhưng mà bằng cái khéo léo chúng ta không thấy được cái nhanh tay lẹ chân của ảo thuật gia, và chúng ta cứ nghĩ 100% những gì trên rạp xiếc là thật. Còn giấc mộng đó, thì có nội dung, có sự kiện, không gian, thời gian, con người và các cái hoạt động ở trong đó. Nhưng mà khi thức dậy đó thì toàn bộ cái này nó kết thúc. Sử dụng hai hình ảnh huyễn và mộng, cái lâm dạng cũng khẳng định rằng là bản chất của sự vật hiện tượng trong thế giới này đó chỉ là những tổ hợp thôi. Vì là tổ hợp cho nên nó không có cái thực thể trong tự thân chính đó. Nhà thức đó giúp cho chúng ta kết thúc được sinh tử và chứng đắc được niết bàn. E, Phật tâm, tiếng Sanskrit gọi là Buddha Citta. Đây là một trong những khái niệm rất quan trọng mà hành giả Kinh Lăng Già cần hướng đến để đạt được tâm Phật. Hiểu đơn giản là tâm trí tuệ. Trí tuệ được hiểu là gì? Là nhận thức đúng với sự vật. Như vậy tâm Phật là tâm nhận thức đúng về mọi thứ diễn ra trong cuộc đời. Thể tánh của chư Phật là biết rõ được như thật tất cả con người và mọi vật đều là vô ngã. Từ đó vượt qua được hai chướng ngại, đó là chướng ngại do thiếu hiểu biết và chướng ngại do nghiệp ngăn che. Từ đó nỗ lực tuần tự kết thúc được hai hình thức sanh tử, đó là sanh tử do tiến trình sinh học tự nhiên và sanh tử trong quá trình tu từ cấp bậc tu chứng này đến cấp bậc tu chứng khác. Hướng đến Phật tâm và chứng đắc Phật tâm là con đường ngắn nhất để chúng ta đạt được niết bàn. Niết bàn trong cái lân già được khẳng định là trạng thái tâm thanh tịnh, nơi mà toàn bộ khổ đau, nguyên nhân khổ đau, dấu hiệu khổ đau, biểu hiện khổ đau không còn cơ hội biểu đạt, xuất hiện, tác động, chi phối. Cho nên niết bàn không phải là một cảnh giới. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai đó đánh đồng niết bàn là cõi Phật. Niết bàn là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, Đông Phương Cực Lạc của Phật Dược Sư hay bất kỳ Phật độ nào. Nhận thức đó là một sai lầm. Niết bàn là một trạng thái thanh tịnh của tâm, có mặt bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chúng ta chết. Trong quá trình tu tập Phật tâm trước đó niết bàn đó, thì hành giả được Kinh Lăng Già khích lệ hãy tu tập vô thường anicca, tức là tính vận động thay đổi theo hai chiều hướng tiêu cực và tích cực. Vô thường tiêu cực đó là những cái chết rồi thay đổi lên voi xuống chó, già bệnh, những cái gì đã diễn ra ngoài ý muốn của chúng ta. Vô thường tích cực đó là những thay đổi tích cực mà nhờ nó đó mọi sự vật được thành tựu, mọi cái mới đó được xuất hiện, mọi giá trị tiến bộ đó được có mặt. Phần lớn chúng ta đó bị vướng kẹt vào cái phương diện tiêu cực của vô thường qua đổi thay, chỉ lại ít khi để ý đến cái phương diện tích cực của nó. Nếu không có mùa hè nóng bức, mùa thu lá rụng, rồi mùa thu đổi lá, mùa đông lá rụng, thì đến mùa xuân á, chúng ta không có thấy được hiện tượng đâm chồi nảy lọc của cây. Đó là nhận thức cái sự tích cực của tiến trình vô thường, và người tu học phải nhìn thấy được cái phương diện tích cực này để khi cái chết, tai nạn, tổn thất, mất mát, chia ly và những cái bất hạnh diễn ra trong cuộc đời do tác động của vô thường á,
không làm cho chúng ta đánh đồng chúng là sở của tôi và ta thoát ra nỗi khổ niềm đau khỏi chúng. Ngoài ra thì trong kinh còn đề cập đến khái niệm pháp thân, tức là lấy chánh pháp làm thân Phật. Vì vậy là học thuyết nhằm giúp chúng ta đó quan trọng quá về việc thực hành lời kinh Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Mà đang khi đó, bằng tầm nhìn xa, Đức Phật đã thấy là trong tương lai, sau khi qua đời đó, các đệ tử của Ngài sẽ đi theo khuynh hướng tín ngưỡng hóa lời Ngài dạy, hoặc là tín ngưỡng hóa thân thể của Ngài, xá lời của Ngài để lại cho cuộc đời. Thì học thuyết pháp thân đã thay thế vai trò tín ngưỡng của xá lệ. Thì xá lệ dễ dẫn đến cái tính cầu nguyện hiến hướng về sự thiêng liêng màu nhiệm, mà vốn nó không giải quyết được nỗi khổ niềm đau thật của con người. Cho nên học thuyết pháp thân thay thế cho học thuyết là tôn thờ Phật với hình thức là xá lệ và 32 tướng tốt. Pháp thân được hiểu là nơi nào có hành trì Phật pháp, nơi đó Đức Phật còn mãi ở trong chúng ta, sống mãi trong chúng ta. Thì điều này nó buộc tất cả các tăng sĩ phải làm công việc hoằng pháp là chính, và các Phật tử phải là cánh tay nối dài của Phật pháp trong gia đình của mình, trong công sở và ở nơi mà chúng ta đang làm việc. Phần lớn ngày nay chúng ta bỏ quên yếu tố quan trọng này, và chúng ta đang góp phần biến đạo Phật trở thành đạo đám ma, chỉ lo cho già bệnh và chết thôi. Ở Nhật Bản người ta nói có cái câu thiệu thế này: muốn tổ chức sinh nhật linh đình vào các nhà thờ thần đạo. Thần đạo là tôn giáo gốc của Nhật Bản. Muốn tổ chức đám cưới linh đình vào các nhà thờ Thiên Chúa và Tin Lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình vào nhà chùa. Đó là một nhận xét rất đau lòng, nhưng nó phản ánh được hiện thực. Thực tập Phật tâm hướng về Niết Bàn, liễu ngộ được vô thường, và thực tập chánh pháp như phương tiện để duy trì thân Phật trong cuộc đời, là cách thức chúng ta biến cuộc đời này trở nên là cực lạc hiện tiền, chứ không phải là cực lạc sau khi chết. Đang khi tịnh độ tông ngày nay có khuynh hướng á, là chú trọng về đám tang thôi, các phương pháp hộ niệm vân vân đó chỉ để phục vụ cho mục đích này. Từ đó đó, giới mê tín dị đoan, giới thất nghiệp đến chùa nhiều, và trong số đó 90% là chị em phụ nữ. Trong số chị em phụ nữ phần lớn là U50 trở lên. Giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ quay lưng với đạo Phật, là do vì chúng ta giới thiệu một hình thái đạo Phật đó quá thấp, quá tín ngưỡng mà, vốn nó khác xa với đạo Phật cấp. F, vấn đề ăn chay và thần chú được xem là hai biên tập về sau này đưa vào trong kinh Lăng Già trong các ấn bản sau. Nhớ bản đầu thì không có chương 9 và chương 8, tại vì nội dung của hai chương này đó gần như là nó không cùng với cái mô tiếp của các học thuyết đại thừa được nêu ra trong cái Lăng Già. Thành chú vào thời Đức Phật là một trong ba tác phẩm của kinh điển Bệ Đà chính, chứa đựng khoảng hơn 5.000 câu thành chú. Trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ, Đức Phật lên án thành chú và xem rằng nó là mê tín dị đoan. Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời thì thành chú trở thành là phương pháp hành trì của nhiều vị mật sư ở Ấn Độ, sau đó có ảnh hưởng lan rộng ở Trung Quốc và Tây Tạng. Ngày nay thành chú đã được cường điệu hóa như là phương tiện giải quyết nỗi khổ niềm đau, cầu gì được đó, tính thiêng liêng màu nhiệm. Thực ra thành chú trong mật tông cũng giống như là danh hiệu Phật ở trong Tịnh Độ tông, chỉ là công cụ để hành giả cột tâm. Và bản chất của sự cột tâm này là giúp cho hành giả đạt được chánh niệm thôi,
trong đi đứng nằm ngồi, không hơn không kém nếu làm đúng. Còn cương điệu quá đó có thể giải quyết được vấn đề về nọ, đó là chuyện của người sao, và nó không phù hợp với nhân quả, cũng không phù hợp với chân lý. Vấn đề ăn chay đó được giới thiệu trong kinh này như yếu tố để phát triển lòng từ bi một cách trọn vẹn. Có lẽ kinh Lăng Già là một trong những bài kinh đại từ đầu tiên nói về vấn đề này, và khẳng định rằng là hành giả mà không ăn chay thường thì không thể giác ngộ thành Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, một bản kinh được sáng tác và xuất bản tại Trung Quốc, phát triển mạnh về học thuyết ăn chay, có lẽ là ảnh hưởng ít nhiều từ kinh Lăng Già. Thì đó là những quan điểm rất là khác biệt được đưa vào về sau này ở trong kinh Lăng Già nói riêng và kinh điển Đại Thừa nói chung. Vấn đề hai, kiến chấp của ngoại đạo, đó là nội dung của chương 1 cho Lăng Già. Ngoại đạo là khái niệm chỉ cho các trường phái triết học và tôn giáo ngoài đạo Phật. Đừng dùng chữ tà ma trước khái niệm ngoại đạo như trong dân gian Việt Nam thường dùng, tức là có cái đứa là miệt thị các tôn giáo khác và triết học khác là tà và ma. Thực ra ngoại đạo là khác vế thôi, đạo khác vế, triết học khác vế đa Phật. Trong chương 1 thì Đức Phật có đề cập đến các hình thái của kiến chấp như sau. Số 1, bản chất của kiến chấp. Hàng phàm phu được xem là bị vô minh chi phối, cho nên chìm đắm trong tà tưởng. Hệ quả là trí tuệ đã bị đánh mất và mất tác dụng chiếu soi. Và theo cái hướng này đó thì con người chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau ta. Cũng có một số người đã có khuynh hướng là đang sống trong trạng thái vô trí mà tưởng rằng là mình đạt được trí tuệ đỉnh cao, và ngộ nhận đó đã làm cho họ khó có thể tiếp thu được những nền minh triết mới có giá trị hơn. Về bản chất đó, thì các kiến chấp thuộc về vọng tưởng, tức là những cái tưởng không phản ánh đúng được bản chất của sự thật, vọng là không thật. Vọng tưởng có mặt chỗ nào thì khổ đau tùy hành chỗ đó. Cho nên quá trình tu của cái Lăng Già là làm thế nào để kết thúc vọng tưởng thì khổ đau được kết thúc. Trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, từ một vấn đề nhỏ cho đến vấn đề lớn, chúng ta có thể có nhiều nhận thức khác nhau. Có nhận thức đúng tạo đến phương pháp đúng, có nhận thức sai dẫn đến phương pháp sai. Người ta bất đồng với nhau về nhận thức về phương pháp, từ đó dẫn đến tranh chấp. Và ra Đức Phật đó, cái kiến chấp về vọng tưởng dẫn đến cái thực hành phương pháp sai, hay là những giải pháp không an toàn, không có giá trị cao, đã làm cho chúng ta đánh mất cơ hội trở thành là người tiến bộ, phá cái luật bản thân mình. Ảnh dụ được Đức Phật sử dụng để chỉ cho kiến chấp đó giống như cái bình bể thì không còn chức năng sử dụng, giống như hạt giống đã bị cháy thì không thể nảy mầm trở thành cây. Vọng tưởng không thể dẫn đến nhận thức đúng, hành động đúng, lối sống đúng và an lạc được. Nên là phải hiểu rõ được bản chất nguy hại của kiến chấp đó để vượt qua. Số 2, chủ trương hư vô. Đây là một trong các loại kiến chấp quan trọng của các trường phái về triết học khác đạo Phật, cho rằng là con người mới có từ kiếp này qua hình thức là phôi thai trong bào thai, và sau khi chết đó, con người trở thành là cát bụi, hư vô hóa, không còn gì hết. Một trong những quan điểm đó qua ca khúc đó,
có thể nói đến bài Cát Bụi của Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào quá kiếp thanh tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Đó là một nhận thức sai lầm. Hạt bụi thì không thể trở thành con người, con người không thể trở thành hạt bụi. Mặc dù khi chết là thân thể đó là nó bị tan rã, nó sẽ bị tan thành bốn nhóm là chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất em động. Bụi là một loại chất rắn đó, chứ không thể nói là toàn một cơ thể trở thành hạt bụi được. Nhiều triết học chủ trương về hư vô, và từ đó nó có cái nhìn thiển cận về về kiếp sau. Do đó có thể rơi vào những cái khuynh hướng là sống thiếu trách nhiệm đạo đức ở kiếp này. Số 3, chủ trương chấp hữu. Cái lớp già khẳng định rằng là do dựa vào suy lý, con người vọng chấp mọi sự vật hiện tượng trở thành là có. Chấp hữu là đối lập với chấp vô. Chấp hữu đây được hiểu như là thường hành, không thay đổi. Phần lớn các tôn giáo rơi vào phương hướng này. Ví dụ tôn giáo cho rằng là chỉ có hai cảnh giới tái sinh thôi: lên thiên đường nếu là con chiên trong đàn, xuống quan ngục nếu là con chiên ngoài đàn thôi. Và cái đó là một cái tính thương hằng, không có thay đổi, không có ngoại lệ. Nó là một loại chấp hữu. Người chấp hữu đó được kinh Lăng Già sánh ví giống như là chánh sinh thỏ, nhưng lại tưởng bắt buộc phải có sừng trâu. Tức là chánh giao rưa gặp giỏ dừa vậy. Về bản chất đó, chúng ta phải quan sát rằng là do vọng tưởng mà con người chấp không có, nhưng mà cũng như vọng tưởng con người là chấp có. Chấp có và không có là hai cái loại chấp đối lập, và tác hại của chúng á nó cũng có nguy hại giống như nhau thôi. Chấp không có đó thì rơi vào thiển cận và thiếu trách nhiệm đạo đức, còn chấp có đó thì trở thành là tiếc nuối, cố chấp, bảo thủ, không rũ bỏ được, không buông tha được, không tha thứ được, không vượt qua được. Nỗi khổ niềm đau làm cho con người trở thành là nạn nhân. Vấn đề 3, từ bỏ chấp thủ. Đây cũng là nội dung của người thứ nhất, được xem như là một nhu cầu lớn. Thứ nhất, kinh Lăng Già đề nghị chúng ta phải vượt qua các kiến chấp của ngoại đạo, rồi phải vượt qua được các cái chấp thủ về có và không. Vì chấp có dẫn đến thường kiến luận, chấp không thì dẫn đến đoạn kiến luận. Cả hai đều nguy hại cho đạo đức và cho hạnh phúc. Số 1, bỏ chấp tiệm, chấp đốn. Tiệm là tiến trình tình tự mang tính quy luật, đúng là tiến trình đột xuất, cái ngoại lệ, cái nhảy vọt, cái bỏ quá độ. Trong quá trình tu tập á, thì có người cho rằng là buộc phải tiệm tu thì mới có thể chứng đắc được giác ngộ, cũng có người cho rằng là buộc phải đốn ngộ mới có thể chứng đắc. Vướng kẹt vào tiệm ngộ hay đốn ngộ cũng đều là vướng kẹt hết. Lăng Già đưa ra ví dụ tiệm giống như hiện tượng chín mùi của trái cây trên cây, đúng như ánh sáng mặt trời hoặc là gương chiếu soi, mà các vật dụng nó được thể hiện một cách rõ ràng ở trong chính nó. Kinh Tăng Chi có cái đứa cho rằng đó, sự giác ngộ là một tiến trình tiệm tiến, giống như là biển không có độ sâu thình lình, độ cát rồi lại lài. Còn sông đó thì có độ sâu thình lình. Và kinh này có khuynh hướng kết luận là phải trải qua bao nhiêu kiếp số đó thì con người mới có thể giác ngộ giải thoát.
Còn Kinh Địa Thừa có khuyên hướng cho rằng là giác ngộ là một tiến trình đốn, đó là chỉ cần nhận thức đúng, tu tập đúng là giác ngộ ngay trong cái sống hiện tại liền. Ở đây Kinh Lăng Già dạy là phải vượt qua được hai chấp tiệm và chấp đốn. Còn cái tiến trình tu của mỗi người nó lệ thuộc vào các hạt giống trong tâm, rồi phương pháp nỗ lực, sự tinh tấn theo đuổi không gián đoạn, và sự hướng dẫn đúng cách của các bậc thầy tâm linh, thì thời gian chứng đắc và cấp độ chứng đắc, nội dung chứng đắc đó có thể là khác nhau, còn dựa vào tiệm hay là đốn đều không chuẩn. Hay nhỏ, bỏ chấp tự tướng và cộng tướng. Cộng tướng là đặc tính chung của sự vật, tự tướng là đặc tính riêng của sự vật. Cả hai tự tướng và cộng tướng đều do các mặc định của chúng ta hình thành. Ví dụ như đặc tính chung của phụ nữ đó là gì? Là người thấp bé hơn người nam, yểu điệu hơn, tóc dài thước tha. Còn nam á là cao lớn, vai u thịt bắp, vân vân. Nhưng mà thực tế thì đâu phải vậy. Nhiều chị em phụ nữ bây giờ cắt tóc ngắn mà họ đâu phải là ô môi. Nhiều chị em phụ nữ cao 1 thước 8, 1 thước 9 còn hơn những người đàn ông thấp. Như vậy là dựa vào một cái đặc tính chung đó để mình nói rằng là tất cả chị em phụ nữ phải có một cái đặc tính này là một ngộ nhận. Cho nên chấp vào tướng chung và tướng riêng thường làm cho chúng ta bị vướng kẹt về cảm xúc và thái độ sống. Cái lần già dạy chúng ta hãy xem tướng chung tướng riêng đó giống như là những cái trò xiếc ở trên đạp xiếc thôi, đừng quan trọng quá nó. Và muốn như thế thì chúng ta chỉ cần tu tập á, hãy xem con người chỉ đơn thuần là con người, chứ đừng con người giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba, homo hay bd. Để ý đến các cái giới tính đó là bị vướng kẹt, khó chung thủy trong hôn nhân, rồi khó ứng xử bình đẳng tôn trọng Phật tính người khác được. Số 3, bỏ chấp đắc tự giác thánh sai biệt của Thanh Văn. Thanh Văn là khái niệm chỉ cho quả vị A-la-hán theo kinh điển Đại Thừa. Còn trong kinh điển Pali đó thì Thanh Văn là quả A-la-hán do tu tứ diệu đế mà đạt. Còn người tu 12 nhân duyên hay là học thuyết duyên khởi mà giác ngộ được A-la-hán quả thì gọi là duyên giác. Còn ra đời khác thời với Đức Phật, tu hoặc tứ đế hoặc 12 nhân duyên mà giác ngộ thành A-la-hán thì gọi là độc giác Phật. Thanh Văn, duyên giác và độc giác Phật là ba phương pháp tu khác nhau nhưng đạt được quả giống nhau là A-la-hán. Còn trong kinh điển Đại Thừa đó thì thường dùng khái niệm Thanh Văn Thừa để chỉ cho A-la-hán quả. Thì mục đích tu của A-la-hán quả đó là gì? Vượt qua được tính dục, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, đạt được sự tịch tịnh, rũ bỏ mọi chấp, rồi giác ngộ được như duyên khởi, nhân quả, vô thường, vô ngã, tâm được tịch tịnh, nghiệp phàm kết thúc và kết thúc được sanh tử. Nhưng khi ai đó bị vướng kẹt vào cái trạng thái thánh giác ngộ do mình đạt được thì khó có thể đạt được cái quả vị cao hơn, đó là quả vị Bồ Tát. Cũng giống như là ai đứng lại ở lầu 1 thì không thể lên được lầu 2, ai đứng lại ở lầu 109 thì không thể lên được tầng thứ 110. Tức là không nên chấp vướng kẹt vào thành quả thì chúng ta mới chứng đắc được các quả vị tốt hơn. Số 4, bản chất vô sinh. Cứ đơn giản cho rằng đó là mọi sự vật, hiện tượng, quá khứ, hiện tại, vị lai vốn là vô sinh. Đây là một nhận thức rất là lạ, một khái niệm rất mới. Đang khi trong kinh tạng Bali đó thì chúng ta thường nghe biết đến học thuyết duyên khởi, tức là sự sinh ra của một sự vật đó, là không tự trong tự thân của chính nó mà nương vào nhiều yếu tố hình thành, cho nên nó không có sự bắt đầu, là thượng đế, là vật chất,
hay là tâm. Khái niệm vô sinh được sử dụng để chỉ cho cái tiến trình sinh tự nhiên của sự vật, trong cái tương tác tự nhiên của chúng giữa nó với các sự vật khác. Và cho đó là duy vật, duy tâm, duy thần đều là trật hết. Bản chất thật của mọi sự vật là vô sinh, tức là nó không có nguồn gốc bắt đầu. Và vì vô sinh cho nên nó không có kết cục, kết thúc vĩnh viễn. Nó chỉ thay đổi từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, từ dạng này sang dạng khác thôi. Về phương diện hiện tượng thì chúng ta thấy mọi sự vật có sanh, già, bệnh, chết. Nhưng về bản thể đó thì bản chất sự vật là vô sinh, tức là cái tổng thể các năng lượng trong chính đó là không mất đi, không tăng, không giảm. Nói như vậy là như vậy thôi. Vấn đề 4, vượt qua vọng tưởng. Đây là nội dung của quỹ thứ 2 và quỹ thứ 3 Kinh Lâm Già. Vọng tưởng là nguyên nhân dẫn đến kiến chấp sai lầm. Kiến chấp tạo ra vọng tưởng. Kiến chấp và vọng tưởng là hai phương diện của vấn đề vô minh, làm cho con người bị chìm vào nỗi khổ niềm đau thôi. Do vì vọng tưởng cho nên con người bị vướng kẹt, hoặc có hoặc không có, hoặc đúng hoặc sai, hoặc phàm hoặc thánh, rồi thấy mọi thứ trên đời này là khác nhau. Về bản chất đó, thì chủ nghĩa nhân quyền không phải là một điều xấu. Toàn bộ luật pháp và chủ nghĩa pháp trị, đức trị của con người trên thế này là dựa vào dị nguyên. Nhờ dị nguyên mà đời sống đạo đức con người được bảo vệ, công bằng xã hội được đạt được, cho nên nó không có xấu. Nhưng mà khi tu tập ở một trình độ tâm linh cao, sau khi nương vào dị nguyên để đạt được cái chí thiện, thì hành giả cần phải buông bỏ việc chấp vào dị nguyên để đạt được cái thiện tuyệt đối, cái thiện vô điều kiện, cái thiện không mang tính đối đãi. Cho nên ai chưa đạt được cái thiện cho nên đạn xóa cái ác mà bỏ dị nguyên, chẳng khác nào không biết bơi mà không cần đến thuyền và không sử dụng phao, người đó chết đuối sớm hơn. Kinh Lâm Già nêu ra các loại vọng tưởng như sau. Thứ nhất, ngôn thuyết vọng tưởng là các vọng tưởng do chấp vào ngôn ngữ và chữ viết, bao gồm âm điệu, giai điệu, nhạc điệu, rồi chữ viết, làm cho chúng ta hài lòng, thích thú, vân vân, và không hài lòng, tức tối, khó chịu, vân vân. Phần lớn chúng ta dễ bị vướng kẹt vào các ngôn ngữ thị phi, các ngữ điệu không im tai. Và điều đó nó dẫn đến các cái phản ứng cảm xúc rất khác nhau. Thái độ ứng xử chúng ta đối với những người sử dụng các loại ngôn ngữ như thế cũng khác nhau. Bây giờ chúng ta thử phân tích một cái câu này với cái ngữ điệu khác nhau. Thế à, với ngữ điệu nhẹ nhàng thì người ta thấy rằng là gì? Một cái sự thản nhiên thôi, không có gì phải bận tâm, lo lắng, rũ bỏ nó, không dướng chấp đâu nã. Ngữ cảnh khác, thế à, có vẻ như là ngạc nhiên, mà người đó đó không ngờ được, và cái tình huống đó đó họ không hề muốn nó xảy ra nhưng mà nó đã xuất hiện. Thế à, cái này nó là một dấu hỏi, tức là ta phản vấn, đặt ra tại sao nó như thế. Tức là trong một khái niệm đó, nếu ta viết thành chữ nó chỉ có một nội dung thôi, nhưng mà dùng ngữ điều khác chúng ta thấy nó có những cái sắc thái cảm xúc đã can thiệp vào nó rồi. Cho nên chánh ngữ ở trong lời Phật dạy mà người ta dạy cần phải thực tập á, là phải làm chủ luôn ngữ điệu của lời nói chứ không phải chỉ đơn thuần lời nói.
Bây giờ cũng là chữ thế à đó, nếu chúng ta dùng các cái dấu cảm thán thì nghĩa nó hoàn toàn khác. Thế à, một dấu chấm than chỉ cho thản nhiên. Thế à, một dấu hỏi chỉ cho ngạc nhiên và thắc mắc. Thế à, ba dấu chấm, chuyện gì sau đó, hạ hồi phân giải, bận tâm làm gì. Cho nên đừng để cho vọng tưởng xuất hiện theo các cái mặc định ngôn ngữ. Ngôn ngữ nào mà càng sử dụng các cái hình thái cảm xúc nhiều đó thì con người bị vướng kẹt nhiều. Người Việt Nam thì sử dụng ngôn ngữ cảm xúc, chủ ngữ là thứ nhất thôi, dùng nhiều từ khác nhau. Cha, mẹ, thầy, cô, mình tự xưng là như thế á. Rồi tao, tớ, tôi, chúng tôi. Còn cái người mà mình không thích á là mày, nó, bọn nó, chúng nó. Tức là dùng những cái từ mà thái độ cảm xúc được thể hiện ra rất rõ. Và điều đó nó dễ dẫn đến các loại vọng tưởng khác nhau trong ứng xử đó. Cho nên khi tu tập phải làm chủ được ngôn ngữ và không để tâm mình bị khổ đau bởi ngôn ngữ do người khác sử dụng cố ý chơi mình. Thứ hai, sở thuyết sự vọng tưởng, tức là mọi hành động và mọi sự việc đó được hiển bày dễ kéo theo các loại nhận thức. Và nếu thiếu nền tảng đó, chúng ta sẽ nhớ đến nhận thức sai, đánh giá sai về các việc được chúng ta nói, các việc được chúng ta đề cập đến. Ví dụ như câu chuyện tăng xâm giết người được đồn thổi ở đầu chợ, được lặp lại ở giữa chợ, được nhắc lại ở cuối chợ, và được hỏi chính người mẹ của tăng xâm. Bà ấy vốn tin rằng là con mình không giết người vì nhân cách của con mình là rất hiền, nhưng mà việc lặp đi lặp lại đó quá nhiều lần làm cho bà ấy hoang mang và đánh mất niềm tin. Bà ấy phải ôm đầu bỏ chạy vì không muốn nghe cái khái niệm con mình giết người. Đó là những cái vọng tưởng chấp vào sở thuyết sự. Sự là sự việc, sự vật. Sở thuyết là được nêu ra, được nói đến. Chúng ta dễ chấp vào lắm. Cho nên muốn vượt qua những việc như thế này đó thì nên nhớ cái câu thấy vậy mà không phải vậy, sự vật như thế mà không phải thế. Các bà già quê, các ông già quê đó, là các cháu ở miền quê đó, khi xem phim cứ tưởng là thế giới là như thế. Mà phim đó là hư cấu, mà điện ảnh thì có kỹ xảo, thấy ở trong phim như vậy mà nó phải vậy. Nên đừng chấp vào đó, chấp vào đó là rất kẹt. Thứ ba, tướng vọng tưởng, tức là tướng trạng, cái biểu đạt của hình thái sự vật, sự việc, là một trong những phương tiện dẫn đến sự vọng tưởng của chúng ta. Chẳng hạn như khi Hoài Linh hay Trấn Thành mặc chiếc áo dài phụ nữ, độn ngực lên, đi yểu điệu, nói ẻo lả, đóng vai nữ, chúng ta tưởng rằng đó họ là nữ, nhưng mà thực tế họ là nam. Thế vậy là dựa vào tướng trạng được mặc định đó mà chúng ta đánh giá sự vật đó là như vậy đó, là một vọng tưởng này. Hoặc ai đó cứ đơn giản thấy ai cào đầu trọc mặc áo cà sa là tu sĩ. Bây giờ cái dạng giả tu đó nhiều lắm, dân trộm cướp lừa đảo, tức là mua một bộ đồ tu chừng 100.000 đồng, vào nhà vệ sinh công cộng bước ra mặc chiếc áo đồ tu, cái là đi xin tiền, vận động rồi lừa đảo. Mà nếu không kiểm chứng mà phát tâm liền đó, là chúng ta bị rơi vào tướng vọng tưởng, tức là vọng tưởng do vào chấp tướng tương đồng, na ná, gần giống với, nhưng mà bản chất là không phải như vậy. Thứ tư, lệ vọng tưởng, tức là những vọng tưởng chấp vào danh vọng, địa vị, chức tước, tài sản, bao gồm động sản, bất động sản, và làm cho chúng ta đánh mất chính mình. Sang đổi vợ, giàu đổi chồng á, là cái dạng lệ vọng tưởng. Hay là
tranh giành cái quyền lợi chính trị, người ta đã thay đổi tính tình, không còn là chính họ nữa. Đó là những dòng tưởng do cho rằng đó lợi lạc danh vọng đó là cái đỉnh cao nhất hạnh phúc, là tất cả của cuộc sống. Thứ năm, tự tính vọng tưởng, tức là chấp vào cái bản chất tự tính của sự vật. Thay vì ta phải nhìn sự vật như thật, như chính nó, không phải chấp vào nó buộc phải như thế này mà nó không được như thế kia, thì chúng ta trở thành là chấp, và đó là một vọng tưởng. Thứ sáu, nhân vọng tưởng, tức là vọng tưởng về nguyên nhân. Nguyên nhân á, là điều kiện để tạo ra kết quả, nhưng mà nhận thức sai về tác động của nhân á, sẽ dẫn đến là một vọng tưởng. Ai nghĩ đơn giản là cứ gieo một nhân là có kết quả là vọng tưởng. Bởi vì giữa nhân và quả nó có duyên, duyên thì diễn ra theo duyên thuận, duyên nghịch. Duyên thuận thì dẫn đến kết quả tăng trưởng, duyên nghịch á, thì làm cho nhân lỗi trừ nhau. Phần lớn các Phật tử quên đi yếu tố nhân lỗi trừ và nhân vô hiệu, cho nên khi gieo trồng nhân tốt mà không chăm sóc nó bằng các thuận duyên tốt, chúng dễ dàng bị lỗi trừ bởi các nhân đối lập trước đó, cùng thời hoặc sau đó. Không hiểu được quy luật này, cứ ngồi than tranh trách than trời trách đất rằng tại sao cuộc sống tôi lương thiện mà gặp to là những chuyện rắc rối, rồi từ đó mất niềm tin vào nhân quả. Đó là vọng tưởng về nhân. Thứ bảy, kiến vọng tưởng, tức là những vọng tưởng do kiến chấp vào sự có, sự không, vào cái giống, cái khác, vào cái đồng, cái dị, vào cái bên này, bên kia. Nó tạo ra thế giới dị nguyên, phân biệt đối lập theo khuynh hướng là loại trừ nhau, xung đột nhau, dẫn đến sự độc tôn, độc đoán, độc quyền, và rất nguy hại. Thứ tám, thành vọng tưởng, tức là chấp vào quan điểm ngã và ngã sở để quyết định việc này việc kia, làm cho chúng ta đó rơi vào tính chủ quan, và cái khả năng rủi ro sai lầm đó diễn ra cũng rất là cao, cho nên là phải nỗ lực để vượt qua nó. Thì đó là tám loại vọng tưởng căn bản. Ngoài ra nó còn có các loại khác như là sanh vọng tưởng, bất sanh vọng tưởng, tương tục vọng tưởng, phược và bất phược vọng tưởng. Phược đó là trói buộc, bất phược đó là mở trói. Chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm ở trong kinh. Vấn đề năm, kiến lập và phủ định. Đây cũng là nội dung của chương thứ hai Kỳ Lăng Già. Kiến lập thì thường bắt đầu từ sự khẳng định, tức là hữu. Phủ định thường bắt đầu bằng vô, tức là không thừa nhận sự có. Kiến lập phủ định là hai phương diện đó lập nha. Nếu tôi dùng ngôn ngữ kiến trúc để mô tả đó, thì kiến lập là xây dựng, construction. Còn phủ định là tháo dỡ sự xây dựng, deconstruction. Bất cứ một nhà thầu nào đó, khi ký hợp đồng xong rồi đều phải tiến hành sự xây dựng. Xây dựng đó bắt đầu bằng các dàn giá, để từ một mảnh đất trống có được cái nền, rồi lầu 1, lầu 2, lầu 3 cho đến lầu cuối cùng. Sau khi xây dựng xong đó, thì cái công việc của nhà thầu là gì? Tháo dỡ các dàn giá xuống, deconstruction. Thì lúc đó cái chức năng sử dụng của căn nhà đó mới được trọn vẹn. Còn ai thiết lập lên rồi mà quên đi cái trách nhiệm tháo dỡ đó, thì việc đi vào ra căn nhà đó bị trở ngại, và sử dụng cái chức năng của căn nhà đó không được trọn vẹn và đầy đủ. Cái này khẳng định là do về thiếu trí tuệ, cho nên con người thường có khuynh hướng là kiến lập và phủ định. Đang khi đó về bản chất đó, thì kiến lập với phủ định đó, nó tùy trường hợp, không phải lúc nào cũng là đúng.
Để nhận thức được đúng đó, thì Kỳ Lân Già đề cao hiện lượng, tức là cái nhìn trực quan, không bị thành kiến chủ quan áp đặt vào bởi ký ức và kinh nghiệm. Và bằng phương pháp này đó thì hành giả sẽ vượt qua được các kiến chấp, hoặc khẳng định hoặc phủ định. Kiến chấp khẳng định dẫn đến thường kiến, kiến chấp phủ định dẫn đến đoạn kiến. Sau đây đó là các hình thức kiến lập và phủ định cần vượt qua. Số 1, phi hữu tướng, kiến lập tướng. Với là vốn không phải là tướng hữu, tức là khẳng định, mà lại cho đó là khẳng định. Tức là cái một nhận thức trái chiều về hiện thực của sự vật. Kinh nêu ra ví dụ như năm uẩn, thất sắc, thọ tưởng hành thức, 12 nhập, tức là 6 giác quan và 6 đối tượng trần cảnh, 18 giới, 6 giác quan, 6 đối tượng trần cảnh và 6 thức giác quan, vốn là nhân duyên hình thành, nhưng mà chúng ta cho đó là tướng vĩnh hằng, cho nên vốn nó không phải là tướng hữu vĩnh hằng, rồi chúng ta lại cho nó là như thế. Cho nên khi những thay đổi liên hệ đến thân thể này, chúng ta trỗi dậy các nỗi khổ điều đau. Số 2, phi hữu kiến, kiến lập tướng. Nó không phải là một kiến thức đúng, nhưng chúng ta lại ngộ nhận rằng là nó là đúng. Điều đó là do vì chúng ta thiếu trí tuệ, cho nên phát sinh ra chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ mạng, chấp cho có tác giả, và chấp có nạn nhân. Từ đó mà những nỗi khổ niềm đau lẽ ra càng phải rũ bỏ vượt qua nhanh chóng, thì chúng ta lại nối kết nó một cách lâu dài. Số 3, phi hữu nhân, kiến lập tướng. Tức là có những cái nó không phải là nguyên nhân để hình thành một cái gì đó, nhưng mà chúng ta lại cho rằng nó như thế. Tức là chấp sai tình huống, chấp sai yếu tố căn bản. Tình trạng mắc nhậm là chúng ta có cảm giác hoa đốm tồn tại trong không gian. Hoa đốm là không phải là có thật. Và nguyên nhân nhậm mắc cho nên nó tạm thời có thôi. Chấp hoa đốm là nhân thì làm cho chúng ta tốn nhiều công để diệt trừ nó mà không cần thiết. Và tương tự khi mình thấy các cái vọng tưởng đó, nó giống như là hoa đốm, thì cũng cần phải nỗ lực diệt nó. Chỉ cần giữ chánh niệm thì vọng tưởng hết. Thì cũng giống như là giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc, không cần phải dùng vũ khí để tiêu diệt bóng tối. Bốn, phi hữu tánh, kiến lập tướng. Tức là nó không phải là niết bàn hay trạng thái thanh tịnh của tâm, nhưng chúng ta lại ngộ nhận như thế. Người tại gia thường ngộ nhận khoái lạc giác quan là niết bàn. Rồi các trường phái tôn giáo và triết học Ấn Độ ngộ nhận cái trạng thái không còn ý niệm và cảm giác là niết bàn. Đang khi nó chỉ là cái trạng thái tạm thời, mà theo đó đó chúng ta không có cảm giác đau, vì không có ý niệm mà làm sao biết đau, không có nhu cầu ăn uống ngủ mà chúng ta vẫn tiếp tục sống. Chẳng hạn như gấu Bắc Cực có 6 tháng tuyết da, tuyết băng đóng, ngủ mà không cần ăn uống, tiểu tiện, sinh hoạt. Sau 6 tháng đó, 6 tháng sau thì chúng là tiếp tục tồn tại và sinh hoạt. Thì đó là trạng thái diệt thọ tưởng, nó không phải là niết bàn, như lại ngộ nhận là niết bàn. Vấn đề 6, tiên ngôn chân lý, được hiểu là chưa từng nói một lời nào. Đây là nội dung quyển thứ 3 của Kinh Lăng Già. Ai cũng biết rất rõ là sau khi Đức Phật giác ngộ đó, thì Đức Phật đã quyết định đi về Dương Nai
nơi cách sông Hằng đó không xa, và đó là trung tâm tâm linh tín ngưỡng quan trọng nhất của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Bài kinh được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân, tức là kinh Tứ Đế, sau đó là kinh Vô Ngã Tướng, sau đó là kinh Thế Gian Bốc Cháy, ba bài kinh đầu. Theo Đại Thừa đó, thì trước khi qua đời, Đức Phật nhắc lại bài kinh Tứ Đế trong bài kinh Di Giáo, thì nó cho thấy kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh quan trọng nhất. Đức Phật thành đạo ở tuổi 35 theo lịch sử và qua đời ở tuổi 80. 45 năm hoằng pháp Đức Phật, Ngài đã để lại khoảng 30.000 bài kinh, dài vừa ngắn. Bài kinh ngắn có thể là 4 câu qua một bài kệ. Nhưng ở kinh Lăng Già này đó, Đức Phật nói như sau: từ ngày chứng đắc giác ngộ dưới cội Bồ Đề cho đến lúc nhập niết bàn, suốt thời gian 45 năm đó, ta chưa từng nói một lời nào, cũng chẳng đã thuyết một lời nào, chẳng phải sẽ thuyết một lời gì. Đó là một cái tuyên ngôn mà rất nổi tiếng của Đức Phật trong kinh Lăng Già. Và tuyên ngôn này đó bị hiểu sai, ít nhất là những người không có thiện cảm với đạo Phật đó đã lợi dụng một câu này để nói rằng là Đức Phật thiếu trách nhiệm về những lời nói chân lý và đạo đức của chính mình, là phủ định đó. Thực ra đó, đây là một tuyên ngôn mang tính phá chấp về tác quyền chân lý, về đóng góp chân lý rất vĩ đại mà Đức Phật đã cống hiến và mang lại cho nhân loại. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật đã giải thích cái câu tuyên bố đó như sau. Số 2, duyên tự pháp được hiểu nôm na đó là chân lý mới chứng đắc. Ngài nói như sau: Phật Thích Ca, tức là Ngài và chư Phật bao đời chứng đắc giác ngộ đạt được niết bàn là giống nhau. Cái trình độ giác ngộ niết bàn đó là không thêm, không bớt, không cao, không thấp. Chân lý đó là một phải. Chiều sâu của chân lý giác ngộ này, tức là niết bàn đó, lìa khỏi ngôn ngữ và văn tự, tức là các phương tiện mô tả về nó. Chỉ có người nào tự đắc được giác ngộ niết bàn mới cảm nhận được cái giá trị và cái bản chất của nó là cái gì thôi. Còn những người nghe mô tả và đọc về sự mô tả đó chỉ cảm nhận một phần nào, đôi lúc là cảm nhận sai nữa là khác. Ví dụ như một người nào đó chưa từng thấy con sư tử, như ở Việt Nam không có sư tử, Trung Quốc không có sư tử, và được những người ở những quốc gia có sư tử thấy sư tử mô tả lại con sư tử giống như con mèo, lớn hơn con mèo mấy chục lần, cái đầu của nó có cái vòm rất là đẹp, nó mạnh, nó như cả cọp beo và các con vật khác. Thì chúng ta nghe mô tả như thế, chúng ta hình dung như thế thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy con béo, con beo, con cọp, chúng ta lại ngộ nhận là con sư tử, vì nó na ná, nó gần giống vết. Như vậy là ngôn ngữ mô tả về một sự vật không phải là tự thân của sự vật đó, nó gần giống với thôi. Mà cái gì là gần giống, cái đó không phải là chân lý, là chân lý chứ không có chân lý nửa bề, không có chân lý gần đúng. Mà trong sự tiếc nuối thì chúng ta nói là tôi làm gần đúng rồi, tôi gần trúng số độc đắc rồi, xích nữa là trúng rồi, cái đó cặt cho rồi, sai cho rồi, tiếc nuối làm gì. Như vậy niết bàn được chứng đắc bởi các Đức Phật là giống nhau. Nếu bạn đó trong thế giới hiện thực ngay lúc còn sống chứ không sau khi chết. Số 3, bổn trụ pháp hiểu đông na là chân lý xưa nay, chân lý trong bản chất. Trong cái Lăng Già, Đức Phật khẳng định đạo pháp hay còn gọi là chánh pháp được Đức Phật giác ngộ giống như vàng đủ 7 tuổi chẳng hoại.
Còn vàng 6 tuổi rưỡi, 6 tuổi bán bằng giá 7 tuổi đó là vàng không chuẩn. Bản chất của chánh pháp được Đức Phật khám phá, được khẳng định là dầu cho Đức Phật Thích Ca có ra đời, có giới thiệu nó hay không ra đời, không giới thiệu nó, chánh pháp đó vẫn như thế là như thế thôi, không có khác. Tức là quy luật chân lý quá khứ, hiện tại và vị lai là không có khác nhau. Cái công việc của Đức Phật đó là phát hiện ra quy luật này và giới thiệu cho chúng ta quy luật đó thôi. Nói cách khác đó là ba đề các Đức Phật thuyết kinh giảng pháp là giống nhau. Giáo pháp của Đức Phật đó là tứ diệu đế, nó là đóng góp to lớn nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, không có đóng góp nào to hơn. Khái niệm 84.000 pháp môn lúc đầu xuất hiện ở trong kinh Trường Bộ chỉ cho số nhiều, về sau được Trung Quốc sử dụng để ngụy biện cho việc thành lập các pháp môn mới, và từ đó Trung Quốc tạo ra khái niệm 84.000 pháp môn. Ý muốn nói rằng là con đường giác ngộ niết bàn, chứng đắc được đạo quả giác ngộ đó có đến 84 dạng. Thực tế làm gì có pháp môn thứ hai ngoài tứ diệu đế trong kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa. Đố ai tìm ra được pháp môn thứ hai ngoài tứ diệu đế? 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn của Đức Phật đó có thể được chia làm 4 nhóm loại. Các cái nhóm nói về bản chất của nỗi khổ niềm đau, có những nhóm kinh nói về nguyên nhân dẫn đến khổ đau, có những nhóm kinh nói về niết bàn, có những nhóm kinh nói về con đường giải quyết khổ đau. Nó vắn tắt, nói một cái chi tiết, nói bằng ngôn ngữ mô tả hay nói bằng ngôn ngữ phân tích là tùy theo bài kinh. Còn toàn bộ chỉ xoay quanh 4 vấn đề chính đó thôi. Mười tông phái của Trung Quốc, 14 tông phái của Nhật Bản, 3 tông phái của Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, 4 trường phái mật tông của Tây Tạng chỉ là một ứng dụng nhỏ của Bát Chánh Đạo thôi, chứ không thể thay thế hoặc ngang bằng với Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một phần tư của tứ diệu đế. Hãy nên nhớ điều đó. Đức Phật không dạy Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Luật Tông, mà Đức Phật dạy một đạo Phật có hệ thống đầy đủ các phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Người Trung Quốc dựa vào hình thù của căn nhà có cửa cái và các cửa sổ, cửa cái là con đường để đi vào nhà, từ đó mới lập ra pháp môn, tức là cánh cửa đi vào Phật pháp. Và vì dùng khái niệm cánh cửa Phật pháp cho nên Trung Quốc chỉ chọn từ 1 cho đến 3 bài kinh làm kinh nền tảng pháp môn thôi. Từ đó họ truyền bá một đạo Phật rất là phiến diện. Ví dụ như Tịnh Độ Tông thì chỉ dạy kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Tông Pháp Hoa chỉ dạy kinh Pháp Hoa. Còn Tông Mật á, chỉ dạy các hành chú. Và do vậy đó, người Phật tử đi theo các pháp môn á, bị cái nhìn thiển cận và phiến diện này chi phối đề tu của mình. Thế mình giống như ăn một loại thực phẩm suốt cả một kiếp người. Khuynh hướng thực phẩm ngày nay đó, ẩm thực ngày nay đó là khuynh hướng buffet. Và người nào thiếu cái chất gì thì có khuynh hướng là chọn các cái thực phẩm đó ăn nhiều hơn. Còn chất nào đủ rồi mình không ăn. Đạo Phật á, của Đức Phật là một đạo Phật buffet. Còn đạo Phật của các tổ sư Trung Quốc qua các pháp môn á, là đạo Phật ăn một món trọn cả một kiếp người. Món đó có sơn hào hải vị ngon đi nữa thì ăn thời gian vài ngày là ngán đến cằn cổ rồi. Và cái ngán này được hiểu trong việc đọc tụng một bài kinh á, nó là gì? Nó làm cho chúng ta có cảm giác là mình đã hiểu rồi hết nội dung kinh, vì đọc thuộc lòng mà phải tập trung để nhớ, không thôi quên.
Do vậy chúng ta đánh mất cái cơ hội nghiền ngẫm nội dung của bài kinh. Cho nên bốn trụ pháp, tức là chân lý được Đức Phật tuyên bố giảng dạy đó, là tứ diệu đế này, Phật quá khứ cũng dạy tứ diệu đế, Phật Thích Ca lịch sử, tức Phật hiện tại cũng dạy tứ diệu đế, các Phật vị lai bao gồm Phật Di Lặc cũng dạy tứ diệu đế. Không có Phật nào độ sinh bằng tha lực, không có Phật nào độ sinh bằng phát nguyện. 48 lời nguyện không phải của Phật A Di Đà, 48 lời nguyện là của thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng khi còn là người phàm. Vì còn là người phàm, pháp nguyện đó có thể đúng, có thể sai với nhân quả. Cho nên đó, người tu tịnh độ không nên lệ thuộc vào 48 lời phát nguyện đó, vì rất dễ dẫn đến mê tín dị đoan. Còn Phật A Di Đà thì chẳng có 48 lời phát nguyện này. Cho nên tóm lại đó, bốn trụ pháp của các Đức Phật là tứ diệu đế. Số 4, ảnh dụ. Đức Phật chẳng phải là người thiếu trách nhiệm về chân lý Ngài khám phá và tuyên bố. Ngài rất khiêm tốn về những đóng góp của Ngài. Ngài không muốn giữ tác quyền về phần Ngài. Tác quyền chân lý có thể làm cho Ngài trở thành là tỷ phú Bill Gates, trở thành tỷ phú phá kỷ lục nhiều năm liền nhờ phát minh ra hệ thống Windows và các ứng dụng của hệ Windows. Nếu mà Đức Phật tuyên bố tác quyền chân lý được Ngài khám phá thì có lẽ là Ngài là tỷ phú, vì đến nay là 2600 năm trôi qua rồi. Trên hành tinh này biết bao nhiêu triệu người làm đệ tử của Ngài. Nếu sử dụng cái chân lý đó mà trả tác quyền đó, thì Ngài ngồi ở không không cũng trở thành là tỷ phú rồi, vô địch trên hành tinh. Ngài không muốn như thế, và muốn trao chúng ta một cách là vô tác quyền. Ngài đưa một ví dụ như sau: giống như là một lữ khách, sau nhiều ngày tìm kiếm phát hiện ra một con đường vắng tắt, đi thẳng về một phía lâu đài. Đối diện trước lâu đài, Đức Phật đã tìm cách mở được cánh cửa chính và các cánh cửa phụ, tự mình đi vào bên trong tòa lâu đài, tận mắt nhìn thấy được các báu vật trong lâu đài, sử dụng được giá trị báu vật đó, đồng thời vẽ lại một tấm bản đồ về tòa lâu đài và con đường đi đến lâu đài, trở về lại nơi mà con người đang sinh sống, hiến tặng tấm bản đồ lâu đài đó, con đường đi đến lâu đài đó cho những người có nhu cầu. Và Kinh Lăng Già kết luận: con đường đi đến tòa lâu đài không do lữ khách tạo ra. Tòa lâu đài không phải là kết quả của sự đi. Đó là một cái câu rất là triết lý, rất là sâu sắc. Ví dụ học viện nơi chúng ta đang ngồi nằm ở địa chỉ 760 Nguyễn Kiều Phú Nhuận. Từ nhà chúng ta ở nhiều tỉnh hoặc ở nhiều quận huyện thành phố Hồ Chí Minh đến đây bằng nhiều con đường. Nhưng học viện không phải là cái kết quả của cái con đường mà chúng ta đi. Học viện là địa điểm mà chúng ta đến, chứ không phải là kết quả. Trên thực tế đó thì Đức Phật là người phát hiện ra con đường, nhưng Ngài không xem Ngài là tác giả của con đường. Phát hiện ra và tác giả là khác nhau. Phát hiện ra đó là mình thừa nhận đó, con đường đó là có sẵn nhưng mà bị quên lãng vì những lý do chủ quan, khách quan. Bây giờ chúng ta vẽ lại cho mọi người cùng biết. Còn cho mình là tác giả, tức là mình là người đã tạo ra nó. Trước năm 75 á, là cái ngành hàng không Việt Nam đã đề cập đến đường bay vàng. 10 năm trở lại đây đó, người ta tiếp tục đề cập đến đường bay vàng, và có nhiều người cho rằng đó là đường bay không tưởng. Mới cách đây 3 tháng, tức là khoảng vào tháng 6 2014 thôi, nhiều bài báo còn lên tiếng đường bay vàng là ảo tưởng để muốn lập công thôi. Bây giờ đó là sau nghiên cứu vài tháng trời, Bộ Giao thông đó đã thừa nhận đường bay vàng là có thật.
từ Sài Gòn cho đến Hà Nội có thể rút ngắn được 5 phút cho mỗi đường đi. Và 5 phút đó nó có thể tiết kiệm được nhiên liệu và giải quyết được nhiều vấn đề về không vận. Như vậy cái đường bay vàng nó có sẵn thôi, do vì người ta không tháo ra và chưa chứng minh được là nó có thể sử dụng được, cho nên người ta không sử dụng nó. Thì con đường tứ diệu đế mà Đức Phật phát hiện chỉ chúng ta bằng tấm bản đồ, nó cũng như thế. Và bằng ảnh du này, Đức Phật rất khiêm tốn phủ định tính tác giả chân lý ở mình, để cho các đệ tử Ngài không phải nhớ ơn vào Ngài, không phải trả tác quyền khi sử dụng tứ diệu đế này cho Ngài, mà hãy sử dụng nó, chia sẻ nó, phổ biến nó, quảng bá nó, khích lệ người khác cùng sử dụng. Đó là một sự phá chấp về thành quả. Chấp vào thành quả là một loại vọng tưởng, và Đức Phật là người giúp chúng ta vượt qua cái vọng tưởng, cho nên Ngài dạy chúng ta là rũ bỏ thành quả. Rũ bỏ nghĩa là quất đi, mà rũ bỏ là gì? Là cách chúng ta chia sẻ nó với những người khác một cách vô điều kiện. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ